Rồi, xin chào mọi người ha. Trưa hôm nay Trần giao lưu với mọi người cái cây mai bonsai dẻo rin dáng long form lùng lực. Cái này hiện tại thì nó có chiều cao là 65, độ rộng tán của nó là 70. Cây được nuôi dưỡng trong cái chậu xi măng lọc lòng 45 cm này. Đó, cái này có một bộ củ đế tròn. Đó, Trần zoom cho mọi người xem nha. Cô đế tròn đẹp sọt luôn nhà đó, nó có những cái xúc tua chân rỡ nó này đó. Coi nó già, coi dao rin hoa đẹp cánh kín đó. Giờ nó rừng búp rồi, đồ lá già rồi này, mọi người thấy không? Búp rất là nhiều nha. Nụ này, nụ rất là nhiều, coi nó già, coi. Cái này thì nó thích hợp với anh em ngoài Bắc hơn, bởi vì nó đẻ đồ lá dừa nhiều rồi. Còn nếu vào Nam thì sợ nắng nó bung nhanh nữa. Tết mình không có, mình chơi đâu. Thì các anh em ngoài Bắc mua mấy cái này nó hợp lý hơn. Coi cốt cái dừa, coi cốt liền lạc. Trên các đầu chi đầu cành với lại phần ngọn này, phần ngọn chỗ đây đó. Nụ rất là nhiều ha, nụ đóng rất là nhiều. Cái này thì mình không có đếm chi nha mọi người, bởi vì nó mọc lung tung hết rồi. Cây rất là ấm tan. Quan trọng là cây có độ đẹp cổ lão của cây, thì mọi người cứ ưng thì giao lưu ha. Đấy, củ đỡ đẹp nó to lắm, quần thân tầm 12. Cái này nó nuôi bộ củ đế nó đó. Đây là đồ xù da mê này, nó già coi. Tự mình ướm chân bằng cái gói thuốc nha mọi người, chứ mình không biết phải đo như thế nào cho mọi người dễ hình dung ha. Ướm chân gói thuốc thì gói thuốc nó nằm lọt thơm lên luôn, lọt thơm lên phần củ đế này. Gói thuốc rất là nhỏ bé ha. Đợi chiều dọc nó luôn. Củ này to rồi thì cái này thì Trình giao lưu nhanh luôn cho mọi người qua tét mét giá luôn đó. Giao lưu nhanh là giá 1,8 triệu nha. Cây dầu rin hoa đẹp cánh kín. Cái này mình giữ giá, hồi giữa năm mình cũng có báo giá cái này rồi, nhưng mà có ông anh ông đổi cây khác lớn hơn, lớn tiền hơn thì cái này nên nó mới còn toàn sót lại. Ông đổi cây lớn thì bây giờ còn cây như thế này thì mình còn giữ giá nha mọi người. Giá 1,8 triệu là quá hợp lý rồi, mình không giảm giá thêm cây này. Cây cũ to lắm, cũ đỡ đẹp nữa, tròn quẹo quá, đang nu xù ra. Đó, cốt thân tay cành của nó già, cây rin luôn chứ không phải ghép. Cây rất là lão cây nha. Rồi, giá 1,8 triệu giá bán tại vườn mình, không bao gồm cơ phí vận chuyển á, mình không có bao ship, giá đó giá không có bao ship. Còn các anh em miền Nam thì nếu mà có giao lưu thì cũng về chơi chắc cũng phải tầm trước Tết đó. Mình nuôi lại mình dưỡng năm sau, chứ còn hiện tại thì cái này vào Nam là không có đúng dịp Tết đâu, nó sẽ nở sớm rồi. Có lẽ nó sẽ nở sớm thôi, bởi vì nụ thấy nó không no căng hết rồi. Đồ lá già rất nhiều ha, nó lòi ra các nụ này, xương dâm nào mọi người thấy không, đông đặc. Rồi, anh em nào thiện chí giao lưu thì liên hệ mình qua số điện thoại là 0849 020790 nha. Rồi, xin chào, cảm ơn mọi người xem hết video. Hẹn gặp lại những video tiếp theo.